Mến chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương ạ. Hôm nay là phiên buổi ngày mùng mấy hả anh? Buổi trưa ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024. Mến chúc anh chị có một buổi trưa vui vẻ ạ. Và chúc các cháu hôm nay có một mùa tụ trường thật là hạnh phúc nhá. Các anh chị ơi, hôm nay thì em vẫn tiếp tục cái phiên bán hàng buổi trưa là đăng video. Còn nhà em vẫn có một cái phiên bán hàng buổi sáng là lúc 10 giờ livestream và buổi tối là lúc 9 giờ buổi tối livestream ạ. Hàng hôm nay em về nhiều nên là cái video buổi trưa này em vẫn phải lên để cho update cho anh chị những sản phẩm khác nha em. Bởi vì một cái buổi livestream này em cũng không có thể là lên hết được tất cả những sản phẩm. Hàng hôm nay thì nhiều loại lắm. Các anh chị xem video mặt hàng nào mình thích ấy thì mình có thể comment trực tiếp vào trong cái gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ chốt đơn và trả lời nhé. Bây giờ thì em xin phép là đi luôn vào những sản phẩm chính trong ngày hôm nay. Đấy, các dòng hoa lan giả hạc thân thòng đang đến mùa đi ngọn rất là mập để chuẩn bị bứt phá đến cái thời điểm là cho nụ để sưng hoa vào thời điểm dịp Tết. Hôm nay rất là nhiều loại luôn. Và ngoài cung cấp hoa lan thì bên em còn bán cả phân thuốc và máy thúy lan nữa. Thì các anh chị thích loại nào thì anh chị gọi điện, nhắn tin qua Zalo bên em ạ. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến sản phẩm hoa lan ngày hôm nay. Ba chậu trầm rồng đỏ nha mọi người ơi. Đây. Hôm nay chậu trầm rồng đỏ có nhiều thân đấy ạ. Mã này mã số 1 nhá. Cây này thì nó nhiều thân thật nhưng mà nó hơi còi. Em để anh chị con này 100 thôi. Mã số 2. Trời ơi con này đẹp phết nhá anh chị ạ. Con này đẹp to dài 140. Con mã số 3 này cũng 140 này. Con này dài lắm. Cũng dài đẹp. Đấy có 3 chậu trầm rồng đỏ to. Con đầu tiên nhỏ hơn được bán 100. Trầm DH93 nha các anh chị nhá. Thực ra là mọi người thấy bây giờ là phát sinh ra những cái lá vàng, mọi người biết vì sao không? Bây giờ cây trầm nhá, mấy cái cây trầm DH93 này là nó đã giai đoạn vào giai đoạn thắt ngọn rồi này. Thân nó phình ra rất là to. Con này nó thuộc dòng thân thủ luôn. Cái lá nó vàng là nó chuẩn bị rớt lá để nó tới để sưng nụ hoa ấy. Nên là bây giờ nhá, nó rớt lá này mọi người tưới, đừng tưới vào thân nhiều để nó kích thích sưng nụ. Cái con này có thể chơi Tết chuẩn hoa hơn là trầm rồng đỏ. Con DH93 này hoa nó siêu đỏ lịm luôn, đỏ đậm đà luôn. Hôm nay thì em sẽ bán anh chị theo chậu như sau. Đấy mọi người, chậu hôm nay thì nó cũng không có nhiều thân như loại kia nhưng mà thân của nó lại rất là chất. Bởi vì thân nó dài. Còn nếu mà những chậu mà nhiều thân thì thân lại rất là ngắn, nó không được mập như này và hoa của nó sẽ có thể là nở, nó không chuẩn Tết như cái loại này. Đây này, cái lá này là lá vàng là do là nó thắt ngọn đấy các anh nhá. Những anh chị nào chơi cái dòng này, bản chất thì mọi người biết. Đây những cái chậu nhiều thân thì thân nó chưa phình đâu. Này, thân nó chưa phình đâu. Còn nhìn sang cái chậu này, thân nó phình to chưa? Này. Đốt to hơn cả ngón tay cái. Và còn lại này nó chỉ gò bằng ngón tay út thôi. Đấy, chậu nhiều thân nên thì nó thân nó rất là bé. Đây, bây giờ em lên anh chậu theo từng chậu nhá. Mã này là mã số 1 này, một chậu hai thân dài này. Thân dài lắm canh ạ. Trời hoa này nó đã lắm. Lá nó dày bịch luôn. Lá nó dày lắm canh. Con này 130 này, mã số 1 này. Trầm DH93. Mã số 2 cũng hai thân dài. Có thêm một cái mầm kỳ nhỏ kia, thích cho anh chị làm giống. Cũng hai thân dài, thân rất là mập. Này mọi người ơi, nhìn cái đốt thân của nó nhìn nó đã lắm. Nó phê lắm canh. Con này cũng 130 này, mã 2. Con mã số 3 này. Đây này, những cái cây này là nó chưa thắt ngọn đâu. Nên là nó vẫn còn chưa vàng lá. Cây nào mà thắt ngọn rồi là nó vàng lá nhiều hơn. Con này cũng 130k nhá. Con này hai thân dài, mã số 3. Con mã số 4 này. Cũng hai thân dài, cũng 130k, mã số 4. Mã số 5 cũng hai thân dài mà thôi, cứ chậu hai thân dài tính 130 đi cho nó dễ đi. Mã số 5 cũng 130 đi. Thân nó dài lắm các anh ạ. Còn cuối cùng mã số 6 đi, mã số 6 thì chậu này 2 4 5 thân cơ. 5 thân nhưng thân nó ngắn hơn nhiều. Em cũng để 130 nhá. Đây. Chậu nào nhiều thân thì thân nó ngắn, chậu nào ít thân thì thân nó dài nhá. Cái chậu này là chậu DH93, nó là một cái dòng chậu rất là nổi tiếng và giá trị cao á. Hàng này ít vườn người ta còn giống lắm. Hôm nay để anh chị là 130 một chậu. Trầm 5 cánh trắng blue, trung bình 5 thân trong một chậu nhá. Em còn có 3 4 chậu thôi ạ. Riêng loại này bán rất là đắt khách. 130, hàng này 150, hôm nay em giảm giá còn 130 siêu trầm 5 cánh trắng blue. Và tiếp bên đây là trầm trắng này các anh này, trung bình nó có 5 thân trong một chậu. Đây, đây là trầm trắng, thân ở này cũng khá là mập đẹp nhá các anh chị nhá. Trầm trắng á, hoa trắng tinh. Loại này là 130.000 đồng một chậu trầm trắng. Đấy, trầm trắng là 130. Còn một chậu kiều mỡ gà nhiều thân nhưng nó hơi lùn một chút. Để anh chị con này 250 này. Chậu kiều lộ bắc này. Chậu này là mã 220 này. To đúng luôn. Mầm cũng nhiều 220. Tiếp theo một chậu kiều lộ bắc nữa. Chậu này 170 nhá. Hàng này là của lô trước em bán 230 một chậu đấy.
Nhưng chẳng qua là về cái lô kia thì em phải giảm giá cái lô này. Lô này thì cây hôm trước thì nó cũng nhiều thân tơ, con này 170 thôi. Em còn duy nhất một chậu dendro vàng tuyền này, bông của nó màu vàng, bông rất là đẹp, sai hoa. Con này là bán xả 100 nhá, hàng này hàng 170 của em đấy, còn đúng một chậu cuối. Cái này là em để ở góc vườn nên là em không biết là nó còn hàng ấy, chứ không phải hàng này hết từ lâu rồi. Tiếp theo là dendro úp mắt đen, hôm nay em có hai chậu em sale. Cái mã này em mã số 1 nhá, mầm lên dài chưa? Mã này em để anh chị 80.000. Mã số 2 dendro úp mắt đen, con này thì to và dài. Toàn bộ hàng này hàng dài em bán 180 hết. Hôm nay em để anh chị chậu này 130. Dài miên man. Cái úp này hoa của nó màu hồng cánh sen nó đẹp. Thảo sunray hay là hoàng thảo Thái Bình hoa đột biến vàng. Dòng này hoa màu vàng tươi và cái lưỡi họng của nó là họng nhỏ nhung nhá. Đó là một cái dòng hoa của nó bông rất là to, sai hoa, dễ chăm, dễ trồng. Và cái cây này là cây cây của bên Thái Lan. Và anh chị ơi nhìn cho em tình trạng cây ngày hôm nay ạ. Em sẽ cho anh chị xem tình trạng cây ạ. Cây rất là cao to đẹp. Đây mọi người này. Em sẽ lên cho anh chị hai loại, bởi vì thế này, nếu mà các anh chị mua chậu nó có hai thân dài thì nó sẽ rất là dài. Nhưng nếu mà mình lấy sang cái chậu mà nó rơi tầm 3 giả hành ấy thì nó lại ngắn hơn một chút đấy. Nó lại chậu nào nhiều giả hành nó sẽ ngắn hơn hơn so là những cái chậu ít giả hành nhá. Đây ví dụ như chậu này là 5 thân này thì nó lại rất là ngắn, còn chậu 2 thân thì nó lại dài. Đấy, tổng quan là như vậy. Nói chung là tầm 4 5 thân thì nó ngắn, còn chậu 2 thân như thế kia nó dài, còn chưa kể những cái mầm ngắn này là em không có tính. Trước đây là cái dòng này giống nó đắt đấy, nhập vào nó cao nên là cây của nó không được nhiều thân như này đâu. Tầm này là anh chị mua được còn được nhiều thân với giá rẻ đấy. Hôm nay thì em xin phép chia sẻ anh chị giá hôm nay chỉ có 150 thôi. Mọi người biết không, cái lô này trước là em bán 160 ạ, nhưng hôm nay là tri ân cho anh chị cái lô đầu tháng với giá là 150k. Đấy. Hoa của nó thì rất là sai. Hàng này người ta lên hàng thuần, chậu thuần nhiều. Và lúc mà lên chậu to gần như cái cây dài là toàn dự không dưới 250 một cây đâu ạ. Hàng đẹp lắm, dễ ra hoa lắm ạ. Cắt New Hammer các anh chị ơi, lâu lắm rồi thì em mới cái về cái dòng cắt New Hammer này. Dòng này thì lá mít nhá. Bản chất cây này nó là dòng cắt hai lá và lá mít tròn xoe luôn. Đấy các anh chị nhìn cái bản lá đẹp chưa? Loại này rất là dễ ra hoa. Đấy, so với những loại cát thì New Hammer cực kỳ dễ ra hoa. Mà cái lô đợt này khá là nhiều cây đang có mèo nụ các anh ạ. Mèo nụ loại này là nó còn lên là nó lên chuẩn hoa luôn đấy. Đây, cũng có những cái mèo mà nó lên là sờ ở trong mà nó đã có cái nhân rồi ạ. Nhưng mà không phải là cây nào cũng có nhân luôn. Nhưng mà loại này bản chất nó là cây dễ ra hoa. Chỉ có duy nhất 6 bụi thôi. Cát New Hammer hôm nay cây nó đẹp lắm các anh ạ. Giá em bán là 120.000 đồng một chậu nhá. Dòng cắt mới nó thuộc dòng hai lá hoa chùm, đó chính là cây baby hồng mọi người ơi. Cái loại này chính ra nhá mọi người nhá, thân của nó không to như loại khác đâu, nhưng mà chính ra một cái bụi to này là về mọi người tách ra được mấy chậu luôn đấy các anh ạ. Phải ít nhất nó phải được 3 chậu. Dòng này nó đẻ nó khỏe các anh ạ. Baby hồng này nó sai hoa như dòng brat luôn. Hôm nay thì chia sẻ anh chị một cây baby hồng như thế này thì với giá là 120k một chậu ạ. Một trong những cái dòng cát vừa rồi em bán cháy hàng cũng như là không còn hàng để trả đơn các anh chị, đó chính là cây đỏ tú cầu. Cái đỏ tú cầu này hay là đỏ chùm nữa, hoa của nó thành từng chùm rất là đẹp. Cây của nó nhiều thân, cây nhiều thân mà hoa của nó đẹp nữa. Đây các anh chị nhìn cho em này, bản chất cây này cứng cáp, nhiều thân, nhiều mầm. Cây này là cây tú cầu đỏ nhá, cây hay là cây đỏ chùm. Hàng này hoa của nó dòng cát hai lá, em để cho các anh là 120 một chậu. Hôm nay là những cái mã cát này là đã giảm giá rất là nhiều rồi ạ, 120. Da da đột biến ạ, siêu hoa. Dòng này là dòng đột biến không lưỡi nhé các anh chị nhé. Hoa màu tím hồng, hoa của nó này, khuôn bông rất là tròn trịa, không có tí lưỡi nào và hoa rất là sai. Đây các anh chị ơi, em sẽ cho anh chị xem thử một cái bụi da da hôm nay, đó là hàng cây khủng ạ. Cái da da khi anh chị về trồng là nó sẽ bị rớt ít lá chân đấy nhá, bởi vì hàng này là hàng bụi to. Những cái hàng này là hàng nhiều năm tuổi nên bụi nó rất là to. Đây các anh chị nhìn cho em. Một chậu da da hôm nay nhị bụi to và nhiều nụ nhá. Hôm trước thì em để cho các anh giá là bao nhiêu ta? Con này là hàng trên 100 đúng không? Hôm nay thì em để cho anh là một cái bụi siêu to nhiều thân như thế này, giá chỉ 100.000 thôi. 100.000 thôi nhá mọi người nhá. Đây này. Các anh chị ơi, nhiều nụ lắm. Có những cây bói ra những bông hoa mà còn rất là nhiều nụ chi chít vào cơ. 100k một bụi da da hàng to nhá. Nó là dòng không lưỡi và hoa của nó là dòng hoa hoa độc lạ, siêu nụ hoa. Da da này hàng đẹp đấy ạ. Cành trắng họng tím nhá. Cái lô đợt này nó xuống lá sớm này các anh này. Tầm này đã có một số cây đã thất ngọn và xuống lá như thế này rồi cả nhà ơi. Đây là cái hàng là xuống lá sớm á. Cũng có thể nó nở trước Tết hoặc nó nở vào chuẩn Tết các anh chị ơi. Hàng này là em bán cho anh chị là 150 một chậu cơ. Nhưng mà thôi, hôm nay cái lô này em sẽ xả nhá. Mọi người nhìn cho em này, trung bình rơi tầm 4-5 thân cho một chậu. Đây em nhắc thử anh chị một chậu. Mầm gốc cũng đang lên.
Chậu này hôm nay thì em để cho canh là 100.000. 100.000 một chậu thôi. Xả nhá, xả 5 cái trắng họng tím nhá canh nhá. Lô 5 cái trắng họng tím này em có chưa đến chục chậu ạ. Phi điệp chớp Mỹ ạ, hay là giả hạc chớp Mỹ. Hôm nay thì về thêm một lô hàng mới toanh và để phục vụ anh chị chơi hoa Tết đây ạ. Nó là một cái dòng phi điệp thân mập và dòng này hoa rất là thơm, nó đúng vào dịp Tết luôn. Và cây hôm nay chậu cũng khá là nhiều thân các anh chị ơi. Một cái giò chấp Mỹ hôm nay thì em chia sẻ anh chị với giá là 160k một chậu thôi. 160k một chậu chấp Mỹ nhé. Đai châu cam mọi người ơi, đai châu này là màu cam lửa đây ạ. Hôm nay thì em lại về thêm cái size nhỡ nhỡ này này. Cái dòng cam nhé mọi người nhé. Có nhiều cây thì cũng lá mít phết đấy canh. Nhưng mà nếu mà những cái cây lá dài dài như này thì cây lại to hơn các anh ạ. Cây lá mít thì nó ngắn ngắn hơn. Thì em bán đồng giá cho các anh là 80.000 thôi. 80.000 một chậu đai châu màu cam. Đai châu ngọc trai đen ạ. Nó là cái dòng đai châu hoa nở quanh năm và hoa rất là thơm. Cái màu của nó rất là đặc biệt nhá các anh nhá. Nó không như những loại khác. Và hoa ngọc trai đen thì nó là một cái dòng hàng sưu tầm. Và em chia sẻ anh chị một con ngọc trai đen hôm nay to nhiều cặp lá, giá là 160.000 đồng một chậu ngọc trai đen. Về một ít châu rừng các anh ơi. Cái châu rừng này là châu rừng mọi người về là mọi người ghép là năm nay được chơi hoa. Kể cả những cây vừa vừa như này đã có hoa rồi. Em bán 25.000 một lạng nhé. Tức là mua một cân là 250 một cân. Các anh chị lấy mấy cây trong cân lên được bao nhiêu thì em tính tiền đường đấy. Đã trước mặt mọi người là một lô trầm tím hàng rừng siêu mướt luôn các anh. Đây mọi người nhìn này, đây là những cái thân già năm ngoái này. Nó đã cho hoa này, đấy cái mắt nụ hoa của năm vừa rồi này. Chơi hoa xong thì bây giờ nó bật lên rất là nhiều những cái mầm mới rất là đẹp, lùm xùm luôn. Cả nhà thấy không? Hàng rừng nhá, hàng rừng nhá mọi người ơi, hàng rừng. Cây của nó xanh mướt. Và hàng này hôm nay thì em Nhung chia sẻ anh chị chỉ có 55.000 một cốc thôi. Chậu thì xung xuê nhiều thân. Đấy, dòng nó là trầm thân nù nên cây của nó không quá lớn đâu nhá. Nó không quá lớn đâu nhưng mà thân của nó rất là nù, rất là mập. 55.000 một cốc và đi đơn ít nhất cho anh chị từ 2 cốc này. Đi đơn từ 2 cốc trở lên. Và hàng này hôm nay em chiên anh chị là mua 5 cốc trầm tím em sẽ miễn phí ship. Hàng này mà mua từ giờ đến Tết là chắc chắn là đến cái mùa hoa của nó bán ra phải 90.000 đồng một chậu đấy các anh ạ. Hoàng nhạn An Ba, dòng hoàng nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng cả nhà ơi. Nhà em lại về thêm này các anh chị này. Đây canh, em nói không sai nhưng mà thật sự các anh chị là những cái hàng này rất là hot. Nó cứ về đi rồi nó lại về tiếp. Nhà em luôn luôn lúc nào cũng sẵn hàng. Đấy, bán lúc nào cũng cháy hàng luôn các anh chị. Hoàng nhạn này là hoa vàng lưỡi trắng. Đó là dòng hoàng nhạn đột biến nha các anh chị nhá. Đấy ạ, hoàng nhạn đột biến này thì cây hôm nay rất là nhiều cặp lá, là một cây to. Và lần này thì nhà em đang chia sẻ cho anh chị một cây hoàng nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng này. Giá chỉ có 150k thôi. Các phiên trước em nhớ cái lô đầu tiên khi về cái loại nhạn này nó rơi tầm 170 đấy. Các anh ạ, hôm nay em bán 150 là em bán vừa kỷ niệm cho anh chị nhá. 150 hoàng nhạn đột biến. Theo thì em về hôm nay em về một lô Vanda. Cả nhà ơi, cái Vanda hôm nay em về cây đôi, cả nhà nhìn này. Em vừa dỡ hàng ra này, hàng này của Thái Lan. Vanda này là hoa màu hồng và bông của nó là bông đại các anh chị nhá. Cây đôi luôn, một chậu hai cây. Một chậu hai cây như thế này. Thường cây đơn là đã là 120 nhưng mà cây đôi này anh chị chỉ thêm 40 nữa là các anh chị được một cây đôi rồi. Và em chia sẻ anh chị một cái Vanda đôi mà hoa của nó bông to. Giá là 160.000 đồng một chậu, 160.000 đồng một chậu Vanda hồng đại nhá, bông màu hồng. Hồ điệp mãn thiên hồng ạ. Thực ra thì trong cái dòng mini thì cây mãn nó vẫn là cái cây nổi tiếng nhất. Bởi vì thứ nhất này mọi người này, độ bền. Độ bền với nó, cái cây mãn nó bền nhất trong tất cả dòng hồ điệp. Nó bền chơi từ 3 tháng, có những khách chơi 4 tháng, 5 tháng mới tàn. Cây mãn thiên hồng này, đây là cây mãn thiên hồng. Và hàng mãn nó là dòng mini nhưng mà nó là mini phân nhánh. Có những cây mini như nó lại không phân nhánh các anh ạ. Nè, hàng của nó phân nhánh này các anh này. Đấy, những cái nhánh đợt này nó phân ra rất là đẹp luôn. Và cả nhà nhìn cho em cái lô hôm nay nhá. Cây lớn lắm các anh ạ. Cốc này là cốc 3.0. Bởi vì mọi người ơi, size hồ điệp nó sẽ có sang là từ 2.8 này, từ 1.7 nữa cơ. Nó nhiều mức size lắm. Nhưng mà từ 2.8 này xong lên 3.0 là 3.0 lên 3.5 luôn. Còn cái loại 2.8 là cốc của nó khá là bé, cây khá là non. Lần này em về cái cốc 3.0 loại này chuẩn bị sang bầu 3.5 nhé. Cái bộ rễ của nó thì cực kỳ là khỏe. Đây các anh chị nhìn cho em này. Cây nó to mà bộ rễ rất là khỏe. Và mãn hôm nay toàn bộ đều phân nhánh hết rồi. Em chia sẻ trong ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu ạ? 85k một chậu. Cái mãn thiên hồng này nếu mà anh chị mua vào dịp Tết nhé, một cái cây to, cốc 3.5 nó giá trị từ 180 một chậu. Đấy, 180 một chậu hồ điệp mãn mà hàng phân nụ hoa. Hôm nay để các anh chị 85 thôi. Cái này anh chị có thể đi đơn ít nhất từ 2 chậu cho em, nhưng mà đa phần khách nhà em là mua từ 3 chậu bởi vì ghép 3 chậu nó thành một chậu 3 ngầm hoa này nó đẹp hơn. Đấy mọi người, ghép số lẻ nó đẹp hơn, với cả nó chia thêm cỡ từng chẽ nữa. Nó có cả những nhánh phụ nữa.
Nên là khi mình ghép vào chậu mình thấy nó đẹp. Mà mọi người không biết không, chứ còn bây giờ bỏ ra một cái số tiền gọi là 200-300 thì mình chỉ mua được những cái bông hoa hồng mình chơi tầm một tuần là mình vứt đi rồi. Chơi này 3 tháng sao là mình còn bỏ ra, mình lại chờ lấy cái cây này mình trồng, nó lại lên nứa hoa nữa. Đấy, rất là đẹp luôn các anh ạ. Đấy, giá 85k nhá các anh nhá. Em đọc lại giá một lần nữa. Thạch hộc tía, mọi người ơi, thạch hộc tía hôm nay thì em sẽ chia làm hai loại nhá. Thực ra cái lô thạch hộc tía này thì nó có cả những chậu thân thấp này nữa. Nên là thôi em sẽ bán anh chị hai mức giá. Cái loại mà thân nó cao một chút này thì em bán là 85k. Còn đa phần là cái chậu thấp thấp lùn lùn như thế này, chậu thì nó cũng nhiều thân, em chia sẻ với anh chị là 65k. Lô này là em chấp nhận em bán lỗ nhá. Cái thạch hộc tía này em bán chủ yếu là em bán cho anh chị sưu tầm cái giống đây, là cái giống cây quý. Nó là dầm lan thật nhưng mà chủ yếu nó là cái cây mà rất là nhiều công dụng, rất là quý nhá mọi người ơi. Với giá hôm nay là 65k một chậu. Đấy. À, hôm nay em có dọn vườn một mã số những cái mã dendro. Cái bông này là bông nắng 114 nở hoa rõ đẹp phết các anh ạ. Này, trông thế nở hoa đẹp phết, bông tím đậm mà sai hoa. Nắng 114 này. À, trong đây thì nó cũng có nhiều loại dendro khác nhau và hôm nay em sẽ xả cho anh chị này. Giá là 45k một chậu dendro hàng 60. Hôm nay xả hàng nhá, bây giờ nó thập cẩm lẫn lộn nhiều loại đang tập trung ở đây để thanh lý. Nên là lô đợt này là giá từ 60.000 giảm cho anh chị còn 55k một chậu. Đây có cũng có những cây mà nó vừa nở hoa rồi thì nó tàn hoa như này. Nhưng quan trọng là cái giống cây của nó vẫn khỏe thì bán cho anh chị với giá làm giống. 45k một cốc nha. Chưa bao giờ có một cái lô đen đô nắng mà giá rẻ như thế này. Mọi người cứ mix cho em 10 cây 10 màu đi. Có 450 thôi. 10 cây 10 màu có 450. Có những cây rất là to như này nhưng mà quan trọng, nhưng mà nó hơi bị rớt lá chân một tí. Cũng 45. Đấy, nó phải rơi tầm khoảng 15 loại đen rô khác nhau đây anh chị ạ. 5 cánh trắng họng hồng. Một trong những sản phẩm chơi hoa Tết quá đã luôn. Và anh chị nhìn này, hàng nhà em nó nguyên một cái bụi rất là to. Nó giống như một cái rề to đùng luôn á. Và chậu này nó phải rơi tầm chục thân, thậm chí có những cây hơn chục thân. Hàng này em nhập để cho anh chị chơi Tết là thoải mái, tại vì thân của nó bây giờ rất là dài rồi. Đấy, còn đến cái giai đoạn thắt ngọn cho hoa nữa. Và em xin chia sẻ cho anh chị một chậu 5 cánh trắng họng hồng như thế này. Hôm nay chỉ có giá là 150 một chậu thôi. Do hàng hôm nay nhà em về nhiều nên anh chị nào hôm nay mà săn cho em 3 chậu họng hồng như thế này, giá là 450 là em miễn phí ship về tận nhà luôn nha các anh chị nhá. Hàng hôm nay là em chạy số lượng nên là 3 chậu em miễn ship đối với cây họng hồng này ạ. Thông sơ phan gôn mọi người ơi, đây hoa của nó màu vàng lưỡi đỏ nhá, bông to rất là đẹp nhá. Bụi hôm nay là bụi sai to này, bụi bầu to nhiều thân. Các anh chị ạ, em còn đúng có duy nhất 4 chậu thôi. Và em để cho các anh là 150 một chậu. Cái hàng bầu to này hàng 108. Nay chiên anh chị nghỉ lễ là 150k. Giải hà hồng ngọc ạ. Ờ, đây hôm nay thì em có lên trên vườn lại thêm một số những cái mã hồng ngọc. Dòng này thì hoa của nó cánh bầu tròn, hoa đẹp và rất là xinh. Thì chậu đầu tiên thì em xin chia sẻ cho anh chị một chậu này nhỏ xinh nhá. Em để cho anh chị chậu này với giá là 90k nhá, 90k chậu số 1 nhá. Mã số 2 giả hạc hồng ngọc. Mã số 2 thì chậu nhiều thân hơn, cây đẹp, 120k, mã số 2. Cái hoa của nó bầu tròn ở đúng dịp Tết canh. Mã số 3 của giả hạc hồng ngọc này. Mã này. Đây ạ, chậu này thân dài nhá, mập lắm. Cây này cũng 120k, mã số 3. Mã số 4 này các anh này, cây này to này, nhiều thân chưa? Nguyên một bụi một rề luôn. Mã này là 140 nhá, mã 140. Và cuối cùng là mã số 5 giả hạc hồng ngọc. Đây nhìn cho em cái chậu của nó, thân siêu mập. Ui, chậu này thân dài mập mạp lắm các anh ạ. Này. Mã này hồng ngọc này, em để cho các anh với giá 150k. Combo tặng thêm cho anh chị con nhái này nhá. Đi ra. Đấy. Đấy cậu tổng cộng có 5 cỡ chậu giả hạc hồng ngọc ạ. Có rác phượng hoàng lửa ở đây, bông hoa của nó đây. Mọi người ơi. Bông rất là đẹp nhá, đây chỉ là bông bói thôi. Còn bông của nó nếu mà anh chị chăm tốt là nó sai hoa lắm các anh ạ. Hôm nay em về cái bầu này này. Bầu này là bầu cây tơ đẹp, nhiều thân, 120 một chậu bò đát phượng hoàng lửa. Có độ tầm chưa đến 1 cân vảy rồng đâu. Chắc 1 cân đấy các anh ạ. Xả cho các anh 100.000 một cân nhá. Nó cứ màng nha. Cái vảy rồng thì nó hoa nó vàng, nó dễ ghép mà siêng hoa lắm ạ. Hàng rừng mà. Hàng này em bán 150 đấy, này xả 100. Bên đây là quế tháng 8, quế này là quế xếp nhưng mà xếp này xếp chung với cả quế cái lướt lẫn lộn nhau. Cái quế tháng 8 mà hàng xếp rụt ấy thì nó rơi tầm 800, 650, 800 cũng có, 1 triệu cũng có, nó tùy theo tình trạng cây, tùy từng đợt. Cái loại này là quế xếp chung và quế lướt thì em để cho các anh chị đồng giá là 220. Hàng này bán lẻ đợt vừa rồi là 350, hôm nay em xả hàng ạ. Và bên đây là còn có ít kiều vàng nữa.
Đấy, kiểu vàng, thanh lý nhá. Em bán những cái lô này là em bán lỗ luôn, rẻ hơn cả giá nhập nhiều. Cái lô kiểu vàng này thì đây, cái lá của nó khi gửi đi nó sẽ hơi vàng đấy. Còn đâu là anh chị chủ yếu là trồng cái gốc của nó thôi, lấy gốc, lấy mầm gốc thôi. Kiểu vàng này hôm vừa rồi em bán 230, hôm nay em xả anh chị 130 1 kg.